soi kèo Phần Lan với Nga lúc 20 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2021. Thi đấu không thực sự ấn tượng ở trận đấu trước. Đội tuyển Nga sẽ có cơ hội giành trọn vẹn 3 điểm khi mà họ sẽ đối đầu với đội tuyển Phần Lan ở lượt trận tiếp theo. Sau trận mở màn không mấy ấn tượng khi phải nhận thất bại trước Bỉ, đoàn quân của huấn luyện viên Nga đang xếp cuối bảng B khi chưa có được điểm nào. Trong trận đấu này, tuyển Nga đang được các chuyên gia đánh giá cao hơn Phần Lan. Do đó, thầy trò Stanislav Cherchesov đang quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm, được thi đấu trên chính đất nước của mình trong trận đấu này. Đây cũng được coi là một lợi thế rất lớn về mặt tâm lý đối với các cầu thủ đội tuyển Nga. Nó là nguồn động lực cổ vũ họ quyết tâm giành chiến thắng. Thêm vào đó, sự tự tin đó càng có cơ sở khi mà trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, đội tuyển Nga đã giành chiến thắng cả 4 trận. Trong khi đó, sau màn ra quân khá ấn tượng trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Marku Kanova hiện tại đang xếp thứ 2 tại bảng B với 3 điểm. Tuy nhiên, phải đối đầu với một đối thủ mà họ đã không thắng trong 4 lần đối đầu trước đó, đây quả thực là một thử thách không hề dễ dàng đối với Marku Kanova cùng các học trò soi kèo tài xỉu. Theo thống kê, những trận đối đầu gần nhất giữa hai đội đang có tỷ lệ đổ tài cao hơn. Cụ thể với kèo tài xỉu 2.25, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã đổ tài. Thêm vào đó, trong trận đấu gần nhất của đội tuyển Nga cũng đã đổ tài với kèo 2.25. Do đó, các chuyên gia dự đoán khả năng trận đấu này sẽ đổ tài là khá cao. Soi kèo hiệp 1, với nguồn động lực là được thi đấu trên quê hương mình, đoàn quân của huấn luyện viên Stanislav Cherchesov sẽ là những người chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Dưới sức ép của đội chủ nhà, các chuyên gia soi kèo dự đoán khả năng tuyển Nga sẽ có được bàn thắng trước trong hiệp 1.